Rồi. Trời ơi, mình đi gì đây, mình chợt mình nhớ tới một cái câu thơ. Cái gì? Non xanh nè, nước biếc nè, như tranh họa đồ. Trời ơi, quá đường trời đẹp. Đường lên. Đường lên sao, ca sĩ? À, đường lên xứ Nghệ quanh quanh. Non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Đây. Đây. Trời ơi, đẹp quá nè. Anh Thuận về cái này kiếm xem cặp kính vậy nha. Cặp kính như nào? Quanh đó. Kính đen có chẻo à. Trời. Ủa, kính đen gọi mà. Sẽ cần điều kiện. Chú Quốc ơi, chú Quốc thấy đi thực tế cảnh gì đây rồi thấy như thế nào? Quá đẹp ha. Đẹp hơn Long An nhiều ha. Cây này nó tốt quá. Rồi bây giờ nè, ca sĩ phát biểu nha. Chào các bạn, đây là ca sĩ Phùng Phát Đạt. Một cái giọng hát mà hát rất là nhiều ca khúc của mình trong thời gian qua và được rất là nhiều người biết tới ha. Cũng cảm ơn cái giọng hát. Rồi tôi nói nôm na đó là giọng hát trời cho đó. Thì hôm nay thì ca sĩ phát biểu coi là khi đi thì mình thấy những cái cảnh đẹp như thế này thì có những cái suy nghĩ gì? Khởi động mùa hè bằng một cái chuyến đi Hà Nội, Sapa, Nam Định, Ninh Bình. Thì mình thật sự mình rất ngạc nhiên với cái cảnh đẹp ở Sapa. Và hôm nay nó một điều càng ngạc nhiên hơn đó là khi chúng ta đến với Ninh Bình, Tràng An thì vô cùng là tuyệt vời. Non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Rồi ca sĩ đi thấy gì đây, có ao ước là như thế nào không? Nếu có điều kiện thì mình sẽ trở lại với Tràng An cùng với gia đình. Trở lại cùng Tràng An cùng với gia đình. Ca sĩ có lựa được cái chỗ nào để thiền chưa? Thiền thì có nhiều chỗ lắm nhưng mà tâm mình nó chưa có thiền thôi. Giá đây tu là thế nào cũng đắc đạo đó. Rồi còn mình thì có một cái chuyến đi thực tế như thế này cùng với anh em thì có rất là nhiều cái trải nghiệm cũng như là mở lòng. Mở lòng đây là mở lòng với con người, mở lòng với thiên nhiên, mà mình cảm thấy là đất nước Việt Nam mình rất là tuyệt vời. Và nếu mà có cái điều kiện thì sẽ giới thiệu với bạn bè cũng như là người thân sẽ đến đây để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp tự nhiên. Mình cũng mong là sẽ có nhiều cái người, nhiều người sẽ đến đây. Đây là cái hang Ba Giọt. Hang Ba Giọt. Ồ đúng rồi. Cái hang nào mà vô nó mát. Đấy. Ôi ôi, cái này là thật thật nhũ. Ba giọt, chỉ có ba giọt thôi. Vô đây không biết bao nhiêu giọt nước long lanh luôn. Thôi vô đây hơi yên ắng, Tiên phát biểu đi, lâu quá anh em mới có dịp đi. Tiên có suy nghĩ gì chuyến đi hôm nay? Cảnh đẹp này. Em thấy đi hôm nay đẹp, anh em mình giờ vui. Hy vọng là sẽ có nhiều chuyến đi chung như vậy nữa. Ôi, cảm ơn em. Anh cũng hy vọng là vậy ha. Các bạn thấy đèn sóng sánh à, rất là đẹp. Đèn lung linh dưới nước. Có cái gì? Đây. Đó đúng rồi quay được rồi đó. Tay phải. Cá sấu ở đâu ta? Cá sấu. Ôi. Tình năng chính thăng phi, thăng ba giọt và hang ao trai ạ. Ngày xưa là có chàng trai đánh chính lễ với người chính để cùng cô gái ở nhà đứng trong buồng. Chàng trai đó sang hang ao giọt và khắp hoa này ra đi là quả đứng trong buồng. Đây là một giọt, một cái miếng giọt. Đây nè,
Đây là một trong những dọc. À, chị cho em hỏi chứ, cũng như là cái này là thiên nhiên tự nhiên vậy hay là thiên nhiên tạo hóa vậy ạ? À, trời ơi, chứ người ta, con người mình không có. Mình không làm gì đâu ạ. Trời ơi, quý quá trời ha. Thiên nhiên tạo hóa. Ừ, mình đi hôm nay là khoảng 15 cây số ạ. Qua 9 hang động. Rồi, 9 hang động. Trước kia người chưa làm du lịch, người ta thường thương nha, mà gần đây người vẫn qua các hang động này là đi cấy ra. Trời ơi. À, tức là bơi xuồng qua đây đi. Để đi. Rồi. Ra ngoài. Quay lại cho các bạn xem nha.